đây đứng nhà bây giờ. Anh Phụng nên quay đi. Đây xuống đây biển. Nên quay đi. Anh Cao ơi, nhanh đi thì về. Vẫn đang đèn xanh kia. Hay hết pin. Lô, lô. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bóng về đây tham dự mùa giải Đồng Viên Thôn Chi Nông năm 2024, đặc biệt là các khán giả Thôn Chi Nông đã hết lòng cổ vũ cho những đội bóng con của mình. Chúng ta đã trải qua những trận thi đấu hấp dẫn, đỉnh cao để tìm ra những cái tên xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Nhưng qua đó thì cũng không thể không biết đến những người đã tạo ra giải đấu đặc biệt. Tôi xin được nhắc anh Tiến Sport, người đã đồng hành xuyên suốt rất nhiều những giải đấu của miền đất Chi Nông, một người đồng đóng góp thầm lặng cho công việc phát triển bóng đá phong trào thôn Chi Nông. Thì một giải trôi qua, chúng ta đã tìm ra được những cái tên ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Tôi xin phép được tuyên bố bế mạc giải bóng đá Đồng Biên thôn Chi Nông năm 2024. Thì trước khi đến với những giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất thì không thể không nhắc tới những người đã cầm cân nảy mực, cũng như là những đơn vị đã giúp cho hình ảnh bóng đá thôn Chi Nông được truyền tải một cách rộng rãi tới anh em bạn bè khu vực. Đầu tiên xin được phép mời tổ truyền thông đại diện là anh Trương Phi Phụng, hay còn được biệt danh là Phụng Mát Đa Bà, sẽ đứng trước để nhận phần thưởng dành cho tổ truyền thông xuất sắc nhất. Một tràng vỗ tay dành cho Trương Phi Phụng, Phụng Mát Đa Bà. Và xin mời chú Tiến Sport sẽ trao phần thưởng dành cho tổ truyền thông xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay. Vâng, xin được cảm ơn những sự đóng góp đến từ tổ truyền thông người chuyền nửa, bình luận viên Nguyễn Hùng. Và tiếp theo, những người cầm cân nảy mực mang tới tính công bằng nhất cho giải đấu Đồng Niên thôn Chi Nông, đó chính là tổ trọng tài. Thì xin phép được mời trưởng ban trọng tài bóng đá phong trào Yên Phong sẽ nhận bảng danh vị dành cho tổ trọng tài điều khiển xuất sắc nhất tại mùa giải hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Và xin mời anh Phúc, chú Phúc sẽ trao phần thưởng bảng danh vị dành cho trọng tài xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay, tổ trọng tài phong trào bóng đá Yên Phong, trưởng ban ông Ngọc Tú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. Đầu tiên là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất xin được gọi tên nam nhóc của FC Trẻ. Và xin trân trọng kính mời
Chú Tiến Sport cũng như là chủ sân bóng Hải Lam sẽ trao phần thưởng dành cho cá nhân xuất sắc nhất của một giải này dành cho cầu thủ trẻ. Nam nhóc đã cùng đội bóng trẻ gồng gánh con tàu này vượt qua được rất nhiều những thử thách khó khăn. Đã có những thời điểm họ thiếu cực sung, nhưng đã có những thời điểm họ đã vấp ngã ở thời điểm quan trọng nhất. Nam nhóc cùng với những người đồng đội đã cán đích ở vị trí thứ 4 trong mùa giải năm nay. Người được coi là kẻ thay thế thắng còn trong một tương lai không xa. Và tiếp theo, giải thưởng dành cho thủ môn xuất sắc nhất của mùa giải năm nay xin được gọi tên Tâm Lewis của FC Liên Quân 952K5. Và xin được trân trọng kính mời Tâm Lewis sẽ nhận phần thưởng bảng danh vị dành cho thủ môn xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay. Tâm Lewis đã xuất sắc, nhưng một mình Tâm Lewis thôi là chưa đủ. Tuổi này đã thiếu ấn tượng với những pha phản xạ tuyệt vời để giúp cho Liên Quân 952K5 góp mặt ở trận chung kết. Và tiếp theo, giải thưởng vua phá lưới ở mùa giải năm nay xin được gọi tên thắng còn thì 14 bàn rồi. Tất nhiên Văn Thủy sẽ người được xứng tên dành cho cầu thủ vua phá lưới Văn Thủy của Liên Quân 2K1, 2K2. Phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất chính là bảng danh vị cùng với phần thưởng cá nhân. Văn Thủy đã có được 15 bàn thắng, một cú đúp trong trận tranh 3-4 đã giúp cho Văn Thủy vượt qua thắng còn khoảng cách chỉ là một bàn thôi trước khi bước vào trận chung kết. Cả hai đã là ngang bằng nhau. Còn bây giờ, giải thưởng quan trọng nhất ở phần cá nhân xin được gọi tên thắng còn của FC Đồng Liên 90. Một mình thắng còn đã cùng với con tàu mang tên 90, nhưng nó có phần hoàn chỉnh hơn nếu khi mà các tên thắng còn ghi bàn trước sút penalty. Anh đã tạo được khó cho game, nhưng cuối cùng 90 vẫn như vậy, vẫn là cái tên lịch sử. Ngỡ tưởng rằng là một năm không may của thắng còn, từ Vọng Nguyệt rồi đến Vân Xá, nhưng cuối cùng ở mảnh đất này chim vẫn đậu, thắng còn tiếp tục giúp cho 90 lên ngôi vô địch. Và bây giờ khi những giải thưởng cá nhân đi qua, chúng ta cùng đến với những giải thưởng tập thể xuất sắc nhất ở mùa giải này. Giải khuyến khích xin được gọi tên FC Trẻ. Xin mời các thủ của FC Trẻ sẽ nhận phần thưởng bảng danh vị dành cho tập thể giành giải khuyến khích. Những Khánh Bố Bà, Nam Nhóc, Năng Bảo hứa hẹn sẽ có những năm tháng tích lũy kinh nghiệm để vươn mình cùng với không chỉ đội bóng trẻ mà ngay cả với đội một chi nông tham gia những giải đấu phong trào tiếp theo khu vực Yên Phong, Từ Sơn, Bắc Ninh. Còn bây giờ, đội bóng đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 ở mùa giải năm nay, tôi xin được gọi tên Liên Quân 2K1, 2K2. Và xin mời các bạn sẽ đứng lên trước hàng danh dự nhận phần thưởng huy chương bảng danh vị dành cho đội bóng cá đích ở vị trí thứ 3. Những cái tên như Khắc Huy, người đã chơi trái cho trường ở vị trí trung vệ, rồi những Quan Thủy, Phúc Sô, Tùng B, Văn Tùng, Tiểu Thành, Bách Gà, có một cô vợ yêu chồng nhất mảnh đất Yên Phong, chồng đi đá bóng thì không thể không bỏ lỡ. Nhưng có lẽ thì cần phải gặp may, năm nay thì Bách Gà cũng sẽ đón một tin vui, đó chính là đón một bé rồng trong năm 2024. Săn rồng thành công rồi. Ở đây chính là người con trai của Bách Gà. Vâng, còn đòi vào chụp ảnh với bố cơ. Vâng, cái miếng khó chịu. Và một nữa xin được chúc mừng đội bóng đã cá đích ở vị trí thứ 3 là Liên Quân 2K1, 2K2. Và chúc cho đội bóng này sẽ thêm vào huy chương. Họ đã bảo vệ thành công trước huy chương đồng của mình. Khi năm 2023, Liên Quân 2K1, 2K2 cũng là cái tên cá đích ở vị trí thứ 3. Bảo vệ thành công rồi. Còn bây giờ,
chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng dành cho ngôi vị Á quân. Sự tiếc nuối, hụt hẫng, nhưng đó là bóng đá, đó là sự nghiệt ngã. Nhà đương kim Á quân ở mùa giải này tiếp tục là cái tên Liên Quân 95-2K5. Xin được trân trọng kính mời các thủ của Liên Quân 95-2K5 sẽ đứng trước hàng danh dự nhận phần thưởng huy chương bảng danh vị. Một năm đã trôi qua, 2K5 đã khác hơn, thêm một tuổi, cũng như là được cộng thêm các thủ đến từ đội tuyển 95, nhưng từ đó là chưa đủ để có thể vượt qua được vật cản, được mệnh danh là nhà ADN của nhà vô địch. Những cái tên như Văn Hoạt cũng xuất sắc, Đức Còn cũng xuất sắc, Đức Hải cũng quá tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng, cái vía của thắng còn vẫn quá nặng tại mảnh đất Chi Nông. Nó khiến cho những cầu thủ này không còn là chính mình. Bóng đá đôi khi hay thôi là chưa đủ. Tâm huyết cũng đã xuất sắc để có thể có một mùa giải thiếu chói sáng. Anh đã xuất sắc giành danh hiệu găng tay vàng ở mùa giải này. Nhưng hy vọng rằng ở mùa giải tiếp theo thì đồng niên Liên Quân 95-2K5 họ sẽ khác. Khác về màu huy chương, khác về cách chơi, cũng như là xây chắc tâm lý chiến đấu của mình, đặc biệt trong một trận chung kết. Bảo vệ thành công huy chương bạc rồi. Không biết bây giờ anh Thảo Đại Gia huấn luyện viên cho ai đây. Còn bây giờ phút quan trọng nhất của mùa giải năm nay, trước vô địch giải Đồng Biên Tôn Chí Đồng năm 2024, xin được xướng tên FC Đồng Biên 1990. Họ đã xuất sắc ở những trận đấu lốc ảo để có tên mình khắc trên chiếc cúp vàng mùa giải này. Rio Dương kẻ suýt hóa trở thành một tội đồ, anh đã chính thức trở thành người hùng giúp thắng còn sửa sai. Thắng còn đã không thể thành công trên chấm penalty, nhưng cuối cùng Rio Dương làm tất cả. Anh phù phép cái tên Đức Hùng khiến Đức Hùng đã tự sai, và rồi cuối cùng 90 vẫn vô địch. Văn Minh cũng thiếu tuyệt vời với 8 bàn thắng mà mình đóng góp. Thắng còn thì quá xuất sắc rồi, một mình thắng còn thôi đã cổng ấy con đỏ mang tên 90 về đích thành công. Rồi đó là những cái tên như Năng Sơn, siêu dự bị, từ anh Chí Khoát, Đức Ngọc, gián điệp mang tên Đức Ngọc ở trận thứ bán kết. Vâng, động đến chồng cái vợ tức ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ chiếc cúp đến từ nhà hàng tài trợ Tiến Sport dành tặng cho đội trưởng mùa giải này của đội 90, Rio Dương. 1, 2, 3, chúc mừng. Và một nữa thì xin em gặp lại quý vị và các bạn tại mùa giải Đồng Liên Tôn Chí Đồng năm 2025. Và buổi lễ bế mạc của chúng tôi xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.